là tôi dùng cái sinh dưỡng này là tôi duy trì tôi uống, mà nói chung là tôi uống rất là nhiều, cho nên rằng là bệnh tật của tôi đáng lẽ là coi như là nó cũng rất là nguy cấp lắm đấy. Thế nhưng mà được cái là không có cái gì bằng mà coi như là gặp cái sinh dưỡng này để đến bây giờ coi như là bệnh tôi nói chung là coi là ổn định rất là nhiều. Bệnh ung thư của tôi mà coi như là bệnh viện coi như người ta cũng đã nói rằng coi như về cũng chả được bao nhiêu lâu nữa. Thế nhưng mà bây giờ đến bây giờ coi như là tôi về được hơn 1 năm rồi. Coi như là cứ sinh dưỡng, cái sinh dưỡng này là coi như là tôi uống một ngày tôi có 3 lần tôi uống, sáng tôi uống, chiều tôi uống, trưa tôi uống rồi chiều tôi uống. Rồi thì là những các cái viên thực phẩm coi như là một buổi nào hết. Mà đến bây giờ là bệnh tật của tôi bây giờ nói chung là nó ổn rất là nhiều. Đáng lẽ là coi như là bệnh này là bệnh bệnh nguy hiểm lắm mà ai cũng sợ, nhưng đến bây giờ tôi rất là bình thường, tôi không có sợ cái gì cả, là vì tôi gặp được coi như là cái dinh dưỡng này mà tôi uống tôi cứ thấy coi như là một ngày tôi một khỏe ra, mà coi như là ngủ được ăn được rồi tôi cũng chẳng bị đau ở đâu cả. Không không coi như là ai hỏi cũng thế thôi, cũng bảo có đau đớn, tôi chẳng đau đớn gì cả. Thế mà coi như là ăn uống thì coi như cơm thì tôi ăn ít thôi, nhưng mà cái dinh dưỡng này tôi uống rất nhiều, cứ ngày tôi 3 bữa tôi uống được, tôi ăn được, tôi ngủ được, tôi không đau đớn gì cả. Đi lại coi như là những các cái ngày sắp thì tôi ở nhà thôi, chứ còn nắng nôi ấm áp là tôi vẫn đi, cứ sáng ra tôi đi 1 tiếng đồng hồ coi như là đi ra ngoài để coi như là vừa giao lưu với tất cả mọi người, lại vừa coi như là xương khớp chân tay nó dẻo dai ra, cho nên là uống cái dinh dưỡng này là coi như là bây giờ tôi thấy tôi càng ngày tôi càng khỏe ra, thế là tôi rất là mừng rồi, vì tuổi thì nhiều bệnh tật cũng lắm, thế mà gặp được cái dinh dưỡng này là tôi uống tôi khỏe ra tôi mừng lắm rồi. Cho nên là tiền bây giờ chả làm cái gì, có bao nhiêu tiền nữa chăng nữa mà không có sức khỏe thì cũng chả là cái gì cả, lúc nào cũng đau đớn rồi coi là coi như là bệnh tật thì càng ngày càng tăng lên thì coi như tiền chả là cái gì. Thế cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là bây giờ coi như là cứ cái sức khỏe để mà giữ gìn được như thế này là tôi mừng, tôi phấn khởi lắm. Coi như là người ta coi bị như thế này coi như còn mổ xẻ còn người nọ trông người kia nom, nhưng mà tôi thì coi như là cứ một mình tự lực hết, cơm nước chợ búa ra ngoài cũng có hôm thì coi con cái mua về cho, nhưng mà thường thường là coi như là tôi cứ ra chợ tôi mua về, thích ăn cái gì tôi mua cái, thích làm cái gì tôi làm cái ấy, chứ coi như là vẫn đi ra đi vào đi chợ đi mua bình thường, nấu nướng ăn uống sinh hoạt bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Cho nên rằng là thôi thì bây giờ cái tuổi thì nhiều rồi còn cái gì nữa đâu mà tiếc, có cái đồng nào thì coi như là cứ chịu khó uống cái dinh dưỡng này khỏe được ngày nào, nhìn thấy con đấy cháu là phấn khởi lắm rồi, rồi nhìn chung quanh hàng xóm mọi người đi ra đi vào chợ búa đấy là coi như là mình cũng đi ra mình mua bán được, thích cái gì mình mua cái ấy, thế là mừng lắm rồi, không có vấn đề gì cả. Cho nên là coi thì mọi người cứ chịu khó để mà duy trì, mà nếu mà có bệnh có tật thì cứ cái dinh dưỡng này mà uống để cho nó khỏe, để cho đỡ khổ. Bây giờ tiền nó cầm bằng nắm tiền mà bệnh ở trong người coi ăn chả ăn được, coi như là ngủ chẳng ngủ được ấy, thì coi như bệnh nó càng ngày nó càng tăng cao mà nó không thể nào kéo dài được cái tuổi thọ. Cho nên là thôi thì tôi cũng chả biết gì đâu, nhưng mà được cái là coi như là có cháu nó cũng mà như là làm về cái vấn đề này, cho nên cháu nó mua về nó cứ dặn thế nào tôi uống thế, dặn thế nào là tôi ăn thế, chứ tôi không bỏ bữa nào cả.
sáng trưa chiều tối. Thôi để cứ chịu khó mà ăn để cho nó khỏe, giữ gìn được cái sức khỏe để coi là nhìn thấy con đứa cháu, nhìn thấy mọi người thế là mừng, không có vấn đề gì mà quý giá bằng cái sức khỏe của mình. Đây, cái sinh dưỡng của tôi đây, coi như là hàng ngày cứ như thế này, coi như là tôi ăn uống rồi là một ngày cứ ăn uống như thế nào thì coi như là cháu Minh nó dặn là cứ theo thế mà ăn, rồi là uống cái sinh dưỡng là cứ một ngày uống bao nhiêu là tôi cứ theo thế tôi uống. Còn đây cứ một cái hộp này là tôi để cho thế này, là coi như là sáng tôi uống, chiều tôi uống, trưa tôi uống. Đấy. Thế là coi như là bây giờ coi sức khỏe của tôi nói chung là ổn định lắm rồi, tôi mừng lắm. Chứ nếu không có duyên thì có lẽ là coi như là rồi bệnh tật nó cứ kéo dài mãi thì cũng khổ lắm. Cho nên là tất cho cả là coi như là đều những có duyên với nhau mà đã đến với nhau như thế này là mừng lắm rồi. Thế rồi thì cứ chúc các tất cho cả coi như là mọi người như là cứ, cứ chịu khó duy trì để mà sinh hoạt uống những các cái thực phẩm này, và cái sinh dưỡng là tốt như thế này mà không dùng thì đúng là cũng không 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 bỏ được, mà cố gắng để giữ gìn cái sức khỏe cho coi như nó kéo dài mà nó cứ khỏe, mình không đau đớn gì, mình vui vẻ mà đi lại không coi như là phải chống cái gậy để đi ra ngoài đường. Tôi bây giờ tôi đi ra đường tôi cứ đi bình thường, cứ gậy gộc cũng chả phải chống, mà coi như là chợ búa vẫn cứ coi như là ra ngoài thích cái gì mua cái ấy, coi như là con cái đi làm cũng yên tâm, không có phải là suy nghĩ, không có phải lo lắng gì cả, là vì ở nhà tự lực được hết mà. Cho nên là thôi thì tất chúc tất cả mọi người cũng cố gắng để mà duy trì để giữ gìn sức khỏe, thì là dùng các cái thực phẩm như thế này là phấn khởi lắm rồi, yên tâm không có vấn đề gì cả. À,